trong bản tin ngày 16 tháng 11, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Máy bay trực thăng bắt đầu nỗ lực cứu hộ sau khi sạt lở đất, mưa không ngớt, gây ra lũ lụt và làm kẹt hàng trăm người trên xa lộ PC. Albara đưa ra lời cảnh báo về cơn bão mùa đông tuyết rơi dày và gió mạnh. Thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ đưa ra kiến nghị phế trước ông Erin O'Toole. Các nhân viên liên bang không đi tiêm phòng bị cho nghỉ việc không lương kể từ hôm nay. Sự gia tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh ung thư ở trẻ em là hậu quả bi thảm của sự chậm trễ trong việc chẩn đoán trong đại dịch. Ottawa và Alberta đạt thỏa thuận với dịch vụ giữ trẻ 10 đô la một ngày. Ngân hàng Canada tiến gần hơn trong việc tăng lãi suất. Đây là năm bận rộn nhất từ trước đến nay của thị trường nhà ở, giá tăng 18%. Dự án pin năng lượng mặt trời lớn nhất Canada tạo ra hơn 1.000 việc làm. Trong bản tin thế giới, cúm gia cầm lây lan nhanh khiến cho châu Âu và châu Á trong tình trạng báo động. Một tài xế taxi nhanh trí đã khóa kẻ đem bom trong xe trước khi quả bom nổ tại Liverpool, Anh đã tăng mức độ đe dọa khủng bố lên mức nghiêm trọng. EU đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus và nhắm vào các hãng hàng không vì khủng hoảng biên giới. Việt Nam kết án 7 năm tù với người dùng Facebook vì các bài viết chống nhà nước tử vong tăng ở Sài Gòn, còn Hà Nội thì có số ca lây nhiễm tăng nhanh. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị tiếp tục bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mưa tiếp tục dội xuống tỉnh BC trong ngày thứ hai, trong lúc các quan chức cảnh giác với các con sông dâng cao và các con đường bị đóng. Cảnh báo về lượng mưa vẫn có hiệu lực trên khắp miền nam tỉnh BC. Cơ quan môi trường Canada dự kiến có thể lên tới 50mm nữa cho các khu vực đã trải qua mưa không ngớt kể từ thứ Bảy lục bùng và lũ lụt cục bộ đã gây ra hỗn loạn trong các cộng đồng trên toàn tỉnh, bao gồm cả thành phố Merritt, nơi tất cả cư dân được lệnh tạm di tản vào khoảng 10 giờ sáng. Cùng trong ngày thứ hai, thành phố Merritt cho biết nhà máy xử lý nước thải đô thị trong cộng đồng đã bị hư. Cư dân được yêu cầu không sử dụng nước trong nhà của họ, kể cả xả nước trong nhà vệ sinh và vòi nước. Thành phố đã yêu cầu tất cả các trạm xăng vẫn mở cửa cho người dân rời khỏi thành phố, các trung tâm tiếp nhận được mở cửa ở Kalona và Kamloops. Vào khoảng nửa đêm sáng thứ hai, sông Tulamin đã phá vỡ các con đê ở thị trấn Princeton, nơi cho đến nay có 290 hộ gia đình đã phải tạm di chuyển và 100 người khác đang trong tình trạng báo động. Thị trưởng Spencer Coyne cho biết một nửa khu vực trung tâm thành phố đã bị ngập và những cư dân có nhà trong khu vực được xây dựng ở tầng trệt bị nước ngập đến nửa cửa trước cư dân Princeton đang được khuyến cáo phải đun sôi nước trước khi uống và cũng được yêu cầu không xả nước vào nhà vệ sinh để giảm áp lực lên hệ thống nước thải địa phương. Một lệnh tạm di chuyển khỏi nhà đã được khu vực Okanagan, Similkameen ban hành đối với 34 căn nhà do sông Tulamin tiếp tục dâng cao một cách nguy hiểm. Toàn bộ khu vực thung lũng Fraser Valley đã được đặt trong tình trạng lũ lụt trước đó vào Chủ nhật, bao gồm cả các khu vực xung quanh Hope các con sông qua khu vực bao gồm sông Kootenay và sông Chilliwack dự kiến duy trì ở mức cao cho đến hết sáng thứ hai và cải thiện vào buổi chiều khi lượng mưa giảm bớt. Một lệnh di tản cũng đã được ban hành đối với bốn ngôi nhà trong khu vực bầu cử Y trong thung lũng sông Chilliwack. Theo Bộ Môi trường Canada, thung lũng Fraser ở trung tâm và phía đông có thể sẽ có mưa tăng thêm 50 mm vào thứ hai. Trong khi các khu vực xa hơn về phía tây bao gồm cả Metro Vancouver được dự báo sẽ tăng thêm 30 đến 40 mm. Cơ quan cũng cho biết có tới 250 mm mưa sẽ làm ngập thung lũng Fraser ở miền trung và miền đông vào cuối ngày thứ hai. Với 180 mm đã đổ xuống Metro Vancouver, phía tây thung lũng Fraser, Whistler, Sound, Sunshine Coast và các khu vực phía đông của đảo Vancouver kể từ thứ bảy. Bộ Môi trường Canada cũng đưa ra cảnh báo bão mùa đông cho đường cao tốc xuyên Canada Trans-Canada Highway từ đèo Eagle đến đèo Rogers, nơi dự kiến sẽ có tuyết dày từ 15 đến 25 cm vào thứ Hai. Máy bay trực thăng bắt đầu nỗ lực cứu hộ sau khi sạt lở đất làm kẹt hàng trăm người trên xa lộ tỉnh BC. Các nỗ lực cứu hộ bằng máy bay trực thăng đang được tiến hành sau hai trận lở đất làm hàng trăm người mắc kẹt ở đường cao tốc Miền Nam BC, trong khi các đội tìm kiếm và cứu hộ đánh giá để xác định xem những người khác có thể đã bị kẹt theo dòng chảy của các mảnh vỡ hay không. Các trận lở đất xảy ra vào chủ nhật trên quốc lộ 7, gần Agassiz BC, cách Vancouver khoảng 125 km về phía đông, xảy ra khi các cộng đồng ở vùng phía nam của tỉnh phải đối phó với lượng mưa lớn. Có tới 275 người trong số đó là có 50 trẻ em đã bị mắc kẹt trên đoạn đường cao tốc kể từ tối chủ nhật lực lượng đặc nhiệm một của thành phố Vancouver và Canada đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị có trụ sở tại địa phương cho biết trong một thông cáo chung máy bay trực thăng chim cốc của lực lượng Canada đã bắt đầu các chuyến bay cứu hộ vào hôm thứ hai vận chuyển những người đã phải di tản giữa khu vực trượt lở đất và một trung tâm tiếp nhận ở Agassiz gần đó Ông David Boone là giám đốc đội đặc nhiệm tìm kiếm và cứu nạn đô thị hạng nặng ở tỉnh BC và một trợ lý giám đốc tại sở cứu hỏa Vancouver cho biết, nhóm của ông vẫn chưa có cái nhìn đầy đủ về phạm vi của các vụ lở đất và dòng chảy của các mảnh vỡ. Nhóm của ông đã đến để hỗ trợ các thành viên của sở cứu hỏa ở Agassiz. Những người này đã giải cứu ít nhất 12 người bị mắc kẹt trong các phương tiện xe khỏi dòng chảy của các mảnh vỡ. Các quan chức tin rằng có khoảng 50 chiếc xe bị mắc kẹt trên quốc lộ 7 với khoảng 2 đến 3 người trên mỗi xe. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng của tỉnh BC là ông Mike Van Worth cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được huy động từ sáng sớm nhưng các điều kiện còn nhiều khó khăn. Những người bị kẹt trong xe cho biết mọi người bắt đầu chia sẻ thức ăn và nước uống của họ cho nhau. Các quan chức khẩn cấp cho biết họ chưa có một bức tranh hoàn chỉnh về số lượng người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, ông Adam Woodman là người chứng kiến cho biết, ước tính khoảng 200 đến 300 chiếc xe bị mắc kẹt trên đoạn đường cao tốc đó. Thủ tướng Justin Trudeau vào hôm thứ hai cho biết, chính phủ liên bang sẵn sàng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt kinh hoàng ở tỉnh BC. Ông nói, "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cần thiết khi bạn đối phó và phục hồi sau lũ lụt và thời tiết khắc nghiệt này." chúng tôi ở đây vì bạn. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ chuẩn bị khẩn cấp là ông Bill Blair hôm thứ Hai cho biết Ottawa đã liên lạc với tỉnh và sẵn sàng hỗ trợ người dân tỉnh BC nếu cần. Alberta cảnh báo về một trận tiết lớn gió mạnh như là một trận bão mùa đông. Người dân Alberta đang chuẩn bị cho tuyết và gió khi cơn bão mạnh bắt đầu quét qua tỉnh cảnh báo về tuyết rơi, bão mùa đông và gió và các tuyên bố thời tiết đặc biệt đã được ban hành cho cộng đồng trên toàn tỉnh. Trải dài từ Hồ Sleeve tới công viên quốc gia Waterton. Theo dự báo thì tuyết sẽ rơi từ 10 cho tới 60 cm ở một số khu vực và cơn bão sẽ giảm dần vào đêm thứ ba. Cơ quan môi trường Canada cảnh báo các tài xế chuẩn bị tinh thần khi có tuyết thổi, gió giật mạnh và giảm tầm nhìn trên đường và đường cao tốc tuyết sẽ rơi dày đặc và gió mạnh dự kiến sẽ quét qua Alberta vào ngày thứ hai và thứ ba. Dọc theo quốc lộ 93 gần Jasper và Banff dự kiến sẽ có tới 60cm tuyết vào sáng thứ ba và các tài xế đang được yêu cầu xem xét hoãn việc di chuyển không cần thiết cho đến khi điều kiện được cải thiện. Tại các khu vực phía đông bắc tỉnh Alberta, tuyết sẽ rơi dày tới 30cm. Và tại Bonneville, St. Paul, Colette và Lac La Biche một tuyên bố đặc biệt về chất lượng không khí đã được ban hành do cơn bão tạo ra một mô hình thời tiết trị trệ. Những người có vấn đề về hô hấp đang được khuyến cáo nên tránh các hoạt động ở ngoài trời cho tới khi tình trạng được cải thiện. Điều kiện thời tiết trì trệ dưới đỉnh áp suất cao đang khiến cho các chất ô nhiễm ở bề mặt tích tụ theo thời gian. Các cá nhân có thể gặp phải các triệu chứng như là ho nhiều hơn, bị kích ứng cổ họng hoặc là đau đầu hoặc là khó thở. Ngoài việc một trận tuyết bắt đầu vào sáng thứ hai trên nhiều khu vực ở trung tâm Alberta, mưa đóng băng cũng sẽ là một vấn đề vào thứ hai. Một giải mưa đóng băng phát triển vào cuối buổi chiều thứ hai, từ gần thung lũng Triton về phía đông tới biên giới Saskatchewan và di chuyển chậm về phía đông bắc trong suốt buổi tối. Ở miền nam Alberta sẽ có gió giật mạnh tới 100 km h Người dân dựng người tuyết qua đêm ở trong xe do bị trì hoãn lớn trên quốc lộ 93. Tuyết tiếp tục phủ trắng một khu vực trên quốc lộ 93 giữa Banff và Radium PC ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông sau khi xe bắt đầu xếp hàng dài vào tối Chủ nhật khiến cho một số người phải ngồi trong xe cả ngày hoặc đêm. Năm 11, Alberta đã cảnh báo rằng một chiếc xe chắc Knife semi trailer đã làm tắt một làn đường của xa lộ 93 về phía nam. Vào tối Chủ nhật, RCMP đã được gọi đến vì một vụ tai nạn gồm có nhiều chiếc xe xảy ra ở phía tây của thị trấn Banff trên quốc lộ 93. Đối với cô Michelle Lenfeld ở Calgary, một chuyến đi bình thường kéo dài 3 giờ từ nhà nghỉ mát của gia đình cô ở Inamir, tỉnh PC đã kéo dài thành một chuyến đi dài 14 giờ. Cô nói rằng mọi người cố gắng lấy thông tin từ những chiếc xe khác và cô nghe nói có nhiều gia đình có em bé trong xe nhưng không có thức ăn. Vì vậy mà các gia đình phải chia nhau đồ ăn nhẹ. Một số trẻ em thậm chí dựng người tuyết để dứt thời gian. Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng này những người lái xe bị kẹt trên đoạn đường cao tốc đó. Cảnh sát đang khuyến cáo thận trọng vì thời tiết mùa đông dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới. Và với các tuyến đường vòng xây dựng sẽ diễn ra cho đến ngày 1 tháng 12 xa lộ 93 là đường vòng chính của đường cao tốc xuyên Canada, hiện đang bị đóng cửa ở phía đông Golden để nâng cấp. RCMP ở Banff xác nhận rằng khu vực bị ảnh hưởng không có tín hiệu di động và họ vẫn ở lại hiện trường và không nhận được báo cáo thương tích nào. Thượng nghị sĩ đảng bảo thủ đưa ra ý kiến phế trước ông Erin O'Toole. Thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ Saskatchewan Denise Barrett đã đưa ra một bản kiến nghị đòi phế trước ông Erin O'Toole khỏi chức vụ lãnh đạo đảng cho biết bà đã mất niềm tin vào ông O'Toole sau khi đảng bảo thủ chịu tổn thất đáng kể trong chiến dịch vừa rồi. Khi công bố bản kiến nghị của mình, bà Barr nói rằng dưới thời của ông O'Toole, đảng này đã thất bại trong các vấn đề lớn như là định giá carbon, súng và đã mất ghế của đảng bảo thủ trong khu vực đô thị và ngoại ô ở Alberta, BC và khu vực đại đô thị Toronto trong khi ông O'Toole vận động tranh cử với tư cách là một đảng bảo thủ thực sự trong cuộc lãnh đạo đảng của ông. Bà, Bà đã cho biết sau đó ông đã điều khai một chiến dịch bầu cử liên bang gần như không thể phân biệt được với đảng tự do của ông Trudeau. Bà cho biết những phát triển này đòi hỏi sự xem xét lãnh đạo trước một cuộc bỏ phiếu dự kiến tại Đại hội đảng bảo thủ vào năm 2023. Theo quy định của đảng thì sẽ có một cuộc xem xét lãnh đạo tại đại hội quốc gia đầu tiên sau khi chiến dịch bầu cử liên bang thất bại, nhưng thay vào đó thì bà Barr muốn cuộc bỏ phiếu đó diễn ra trong 6 tháng tới. Theo hiến pháp của đảng, một cuộc trưng cầu dân ý về bất kỳ vấn đề nào có thể được tiến hành nếu 5% thành viên của đảng bảo thủ ký vào một bản kiến nghị kêu gọi đảng thăm dò ý kiến về chủ đề này. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi bà Barr phát động nỗ lực của mình chủ tịch của đảng Robert Patterson đã viết thư cho thượng nghị sĩ nói với bà rằng kiến nghị của bà không đúng trình tự và quy trình trưng cầu dân ý không thể được sử dụng để khởi động một cuộc xem xét lãnh đạo. Theo hiến pháp của đảng, quá trình lựa chọn lãnh đạo chỉ có thể được kích hoạt nếu một nhà lãnh đạo qua đời, nghỉ khu hoặc tự nguyện từ chức, hoặc nếu hơn 50% đại biểu tập hợp tại một đại hội đảng bỏ phiếu ủng hộ một người mới. Bất chấp những hạn chế trong hiến pháp, và Paris, người đã ủng hộ cho ông Peter McKay trong cuộc trại đua lãnh đạo đảng bảo thủ vào năm 2020, đã đưa ra một trang web membervote.ca để quảng bá kiến nghị của mình. Nhân viên cốt lõi trong lĩnh vực công, liên bang mà chưa được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ sẽ bị cho nghỉ không lương bắt đầu vào thứ Hai, trừ khi họ đã được cấp quyền miễn trừ. Chính sách này có thể khiến hơn 1.000 nhân viên không được trả lương và không thể tiếp cận các quyền lợi bảo hiểm việc làm. Tính đến ngày 3 tháng 11, đại đa số, khoảng 95% công chức liên bang được báo cáo là đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong số 267.222 nhân viên đã khai báo tình trạng của họ, hơn 3.150 đã yêu cầu một số miễn trừ để họ có thể làm việc mà không cần tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ cho biết 1.255 nhân viên báo cáo rằng họ hoàn toàn không được tiêm chủng, chiếm khoảng 0,5% số nhân viên đã khai báo tình trạng tiêm vaccine của họ. Có 7.284 nhân viên chỉ được tiêm một mũi vaccine COVID-19. Họ sẽ có 10 tuần sau khi tiêm liều đầu tiên để tiêm mũi thứ hai trước khi họ cũng bị cho nghỉ không lương. Ban thư ký Ngân Khố vẫn chưa công bố có bao nhiêu nhân viên chưa được tiêm chủng hoặc đã được tiêm chủng một phần, đã nhận được miễn trừ Chẳng hạn như là cơ hội làm việc tại nhà. Liên minh công đoàn liên bang lớn nhất là Liên minh Dịch vụ công của Canada đã khuyến khích các thành viên nên tiêm phòng nếu có thể. Công đoàn tin rằng có một khả năng mạnh rằng chính sách của chính phủ sẽ chịu được bất kỳ thách thức pháp lý nào được đưa ra. Chính sách này sẽ được xem xét 6 tháng một lần và dự kiến sẽ vẫn có hiệu lực trong suốt thời gian của đại dịch Covid-19. sự gia tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh ung thư ở trẻ em là hậu quả bi thảm của sự chậm trễ trong chẩn đoán trong đại dịch. Một bác sĩ ung thư nhi khoa đang lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng trong mức độ nghiêm trọng của bệnh ung thư ở trẻ em do sự chậm trễ trong chẩn đoán kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Bác sĩ Sheila Singh, thuộc Bệnh viện Nhi đồng McMaster cho biết đơn vị của họ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong chẩn đoán ung thư giai đoạn muộn ở trẻ em. Cô nói, trong quá trình đào tạo của tôi hoặc trong 15 năm hành nghề, tôi thật sự chưa bao giờ thấy bệnh ung thư lan rộng hay tiến triển đến mức này. Và đó thực sự là do sự chậm trễ trong chẩn đoán. Bác sĩ sinh cho biết cô và các đồng nghiệp đã dự đoán sự gia tăng này vào năm ngoái khi các đơn vị ung thư của họ dường như gần như trống rỗng như một thị trấn ma. Khi bạn nhìn thấy bệnh viện trống như thế này, đều bạn nhận ra không phải là tỷ lệ mắc bệnh giảm Điều đó có nghĩa là bạn sẽ thấy nhiều ca bệnh hơn trong tương lai, bác sĩ nói. Theo bác sĩ Sinh, tư vấn bác sĩ trật tuyến và lo sợ về COVID-19 đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc chẩn đoán cụ thể khối u não, một căn bệnh vốn đã khó chẩn đoán ở trẻ em. Một trong những triệu chứng phổ biến của khối u não ở trẻ em là nôn mửa, vì vậy chúng thường được chẩn đoán là mắc bệnh cúm khi đi khám lại nhiều lần. Thông thường các bậc cha mẹ rất kiên trì, khăng khăng Yêu cầu kiểm tra thêm như là chụp MRI hoặc CT não thì cuối cùng mới chẩn đoán được khối u não. Cô cũng cho biết thêm, một chuyến thăm bác sĩ trực tuyến có thể gây ra cảm giác yên tâm sai, vì các bác sĩ không thể làm một số xét nghiệm hoặc nhận ra những điều nhỏ nhặt có thể góp phần gây ra sự chậm trễ trong chẩn đoán. Ontario Health cũng đã ghi nhận sự sụt giảm số lượng chẩn đoán ung thư kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trong 3 tháng đầu tiên từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 5 năm 2020, việc khám sàng lọc ung thư định kỳ tạm thời bị hoãn lại. Kết quả là um, có ít hơn 25% các ca chẩn đoán từ tháng 3 đến tháng 8 năm đó. Hiện tại thì việc tầm soát ung thư hầu hết đã trở lại mức trước đại dịch, nhưng vẫn có ít hơn 10% các chẩn đoán so với trước đại dịch. Bệnh viện Nhi SickKids cho biết họ đã nhận thấy sự gia tăng các lượt khám trong phòng cấp cứu với những lo ngại có thể được giải quyết bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc là bác sĩ gia đình. Họ cũng đã thấy những bệnh nhân bị hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc trực tiếp đã góp phần vào sự phát triển của bệnh. Nhóm ung thư như khoa Ontario, cố vấn của Bộ Y tế về kiểm soát và điều trị ung thư trẻ em, cho biết hiện tại không có bằng chứng về sự gia tăng có hệ thống trong việc chẩn đoán ung thư nói chung hoặc các giai đoạn ung thư tiến triển ở trẻ em ở tỉnh bang ontario tuy nhiên họ hiện đang làm việc cho chương trình ung thư ở người trẻ tuổi của cơ quan y tế công cộng canada để xem xét vấn đề này dự kiến kết quả về đợt thứ nhất và đợt thứ hai của đại dịch và ảnh hưởng của nó đến các chẩn đoán sẽ ra mắt trong những tuần tới Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 15 tháng 11, Canada báo cáo thêm 2.241 ca nhiễm mới vào thứ Hai và 2.316 ca vào hôm Chủ nhật, cũng như có 2.560 ca vào hôm thứ Bảy. Nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.752.537. Hiện có 24.331 ca còn bệnh, có thêm 48 ca tử vong được ghi nhận trong 3 ngày qua, tổng số ca tử vong hiện là 29.382. cho đến nay thì hơn 59,6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. trong đó thì hơn 30 triệu người, tức là hơn 78,5% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 74,9% dân số đã tiêm hai liều. 89,7% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 85,6% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC báo cáo có 1.270 ca nhiễm mới trong 3 ngày qua, bao gồm 381 ca vào ngày thứ hai. Tỉnh cũng ghi nhận có thêm 16 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tỉnh Alberta thì báo cáo tổng cộng 1.068 ca nhiễm mới trong 3 ngày qua, bao gồm 286 ca trong ngày thứ hai. Tỉnh ghi nhận thêm 17 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tỉnh Saskatchewan có 97 ca bệnh mới và 2 ca tử vong, 163 ca nhiễm mới cũng được ghi nhận trong 2 ngày cuối tuần. Manitoba thì đã báo cáo tổng cộng 399 ca nhiễm mới kể từ thứ Sáu, bao gồm 157 ca vào hôm thứ Hai. Tỉnh Saskatchewan có 97 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. 163 ca nhiễm mới cũng được ghi nhận trong 2 ngày cuối tuần. Tỉnh Manitoba thì báo cáo tổng cộng 399 ca nhiễm mới kể từ thứ Sáu, bao gồm 157 ca vào hôm thứ Hai. Tỉnh Ontario báo cáo 552 ca bệnh mới vào ngày thứ hai, 666 ca trong chủ nhật và 661 ca trong ngày thứ bảy. Có 16 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tỉnh Quebec thì có 509 ca bệnh mới vào hôm thứ hai, 634 ca trong chủ nhật và 715 ca trong thứ bảy. Có 11 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tại vùng Đại Tây Dương, Newfoundland có 2 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. New Brunswick có 40 ca bệnh mới. Nova Scotia có 99 ca kể từ thứ Sáu. Prince Edward Island có thêm một ca nhiễm mới. Vùng lãnh thổ Yukon có 97 ca bệnh mới và Northwest Territories có 20 ca bệnh mới. Ottawa, Alberta đạt thỏa thuận với dịch vụ giữ trẻ 10 đồng một ngày. Thủ tướng Justin Trudeau, Thủ hiến chỉ sinh Kenny thông báo chi tiết về thỏa thuận này. Alberta và chính phủ liên bang đã đạt được thỏa thuận hỗ trợ dịch vụ giữ trẻ trung bình 10 đô la một ngày và tạo ra 42.500 không gian mới cho chăm sóc trẻ và học tập sớm được quản lý vào cuối tháng 3 năm 2026. Điều này làm cho Alberta trở thành tỉnh thứ 8 chính thức hóa một thỏa thuận với chính phủ liên bang về chương trình giữ trẻ 10 đô la một ngày vào năm 2026 với gần 3,8 tỷ đô la tài trợ của liên bang trong 5 năm tới. Thủ hiến Kennedy cho biết chi phí giữ trẻ sẽ giảm trung bình 50% vào đầu năm 2022. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi hoặc là các dịch vụ chăm sóc trẻ được cấp phép, các gia đình sẽ chỉ phải trả trung bình 10 đô la một ngày vào năm 2025-2026. Các không gian mới được cấp phép ở Alberta sẽ nằm trong số các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em dựa vào gia đình, phi lợi nhuận, công cộng và được cấp phép. Thủ tướng Trudeau và Thủ hiến Kenny đã phát biểu tại một cuộc họp báo với Phó thủ tướng Chrystia Freeland, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Trẻ em và Phát triển xã hội, Karina Gould và Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Trẻ em Alberta Rebecca Souls. Thủ tướng Trudeau nói, đây là một tin lớn đối với các gia đình và đó là một ví dụ khác về cách các chính phủ làm việc cùng nhau để mang lại những điều hữu ích thực sự cho người dân. Thủ hiến Kenny cho biết, thông báo này được đưa ra vào một ngày tốt lành cho các gia đình ở Alberta, vì dịch vụ giữ trẻ với giá cả phải chăng tạo ra sự khác biệt lớn cho các bậc cha mẹ đang đi làm. Thủ tướng cho biết, thỏa thuận này có nghĩa là 3,8 tỷ đô la tiền thuế mà người Alberta đã nộp cho Ottawa sẽ được trả lại cho tỉnh theo chương trình này. Các gia đình hiện có thể phải trả tới 120 đô la một tháng cho mỗi một trẻ em ở một số khu vực của tỉnh đặc biệt là ở các khu vực phía bắc Alberta. Chính phủ tự do liên bang đã ký thỏa thuận với 7 tỉnh và một lãnh thổ trong kế hoạch chăm sóc trẻ em 5 năm trị giá 30 tỷ đô la và hứa hẹn sẽ giảm giá giữ trẻ xuống trung bình 10 đô la một ngày trên toàn quốc. Ngân hàng Canada tiến gần hơn trong việc tăng lãi suất Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, Chief Macleam, cho biết Ngân hàng Trung ương đang tiến gần hơn đến việc tăng lãi suất khi sự trì trệ trong nền kinh tế biến mất theo đúng hướng dẫn mà các quan chức đã đưa ra, trong khi vẫn cần đến các biện pháp kích thích tiền tệ đáng kể để nền kinh tế phục hồi hoàn toàn. Ông Macleam cho biết nhóm của ông vẫn tập trung vào mục tiêu lạm phát tại khi áp lực giá cả gia tăng. Ông Macleam viết trong một báo cáo cho Financial Times được công bố hôm thứ Hai, đối với lãi suất chính sách, rõ ràng chúng tôi sẽ không tăng lãi suất cho đến khi tình trạng suy thoái kinh tế được khắc phục. Chúng tôi vẫn chưa đến giai đoạn đó, nhưng đang tiến gần hơn. Ngôn ngữ trong bài báo phù hợp với những nỗ lực gần đây của các nhà hoạch định chính sách nhằm chứng an người dân Canada rằng họ đang để mắt tới lạm phát, bao gồm cả quyết định đẩy thời gian tăng lãi suất đó có thể lên đầu năm sau. Dữ liệu lạm phát của Canada cho tháng 10 sẽ được công bố vào thứ Tư, sau khi Hoa Kỳ công bố con số 6,2% hàng năm cao hơn dự kiến. Các nhà kinh tế Canada đã điều chỉnh ước tính của họ lên 4,7%. Bất cứ điều gì cao hơn dự kiến có khả năng củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát đang trở nên gia dặn. Ông Mark nhắc lại rằng quan điểm của Ngân hàng Trung ương Canada vẫn là áp lực lạm phát gần đây sẽ giảm bớt tuy nhiên ông thừa nhận rằng mức độ không chắc chắn vẫn còn cao ông viết sự gián đoạn nguồn cung dường như kéo dài lâu hơn chúng ta tưởng và việc tăng giá năng lượng đang làm tăng thêm tỷ lệ lạm phát hiện tại và ông cho biết ngân hàng trung ương canada sẽ điều chỉnh chính sách nếu cần tùy thuộc vào áp lực lạm phát Đây là năm bận rộn nhất từ trước đến nay của thị trường nhà ở, giá tăng 18%. Năm vẫn chưa kết thúc nhưng Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết năm 2021 là một năm bận rộn nhất từ trước đến nay khi giá bán trung bình cũng tăng lên mức cao mới. Nhóm đại diện cho hơn 100.000 nhà môi giới trên toàn quốc cho biết, giá bán trung bình cho một ngôi nhà được bán trên Multiple Listing Service là 716.585 đô la tăng 18% so với cùng tháng 1 năm trước đó. Không chỉ có giá mới tăng, doanh số bán hàng đã tăng hơn 8% trong tháng 10 so với mức của tháng 9. Lượng bán tăng đồng nghĩa với việc 581.275 căn nhà đã được đổi chủ trong 10 tháng đầu năm. Con số này đã nhiều hơn kỷ lục hàng năm trước đó là 552.423 và vẫn còn 2 tháng nữa. Giá bán trung bình của tháng 10 gần bằng mức kỷ lục hàng tháng mỗi thời đại là 716.828 đô la và được thiết lập vào tháng 3 năm nay khi hoạt động mua bán diễn ra với tốc độ điên cuồng. Ngay khoảng thời gian đó, cơ quan quản lý tài chánh của đất nước đã đề xuất thắt chặt mức được gọi là kiểm tra căng thẳng. Điều này khiến cho việc vay mua nhà khó được chấp thuận và do đó mà mọi thứ đã trở nên hạ nhiệt đôi chút thế nhưng giá cả bán và doanh số bán hàng nhìn chung vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Gần một phần ba số người mua lần đầu tiên trong năm qua đã nhận được một số món quà từ gia đình để giúp thanh toán trước. Số tiền trung bình là 82.000, nhưng ở các thành phố lớn đắt tiền như là Toronto và Vancouver thì món quà trung bình của cha mẹ lần lượt là 130.000 và 180.000. Và trong bản tin liên quan đến tình hình kinh tế ở Canada, doanh thu ngành sản xuất của Canada đã giảm 3% xuống còn 58,5 tỷ trong tháng 9 do doanh số bán xe có động cơ giảm vì tình trạng thiếu chất bán dẫn liên tục làm ảnh hưởng đến sản xuất xe hơi. Cơ quan thống kê Canada StatCan cho biết vào hôm thứ hai, doanh số bán xe có động cơ đã giảm 35,6% xuống 1,9 tỷ, là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 trong khi doanh số bán phụ tùng xe hơi có động cơ bán phụ tùng xe có động cơ đã giảm 13,5% xuống còn 1,8 tỷ. Trong khi đó thì giá cao hơn đã giúp doanh số bán sản phẩm xăng dầu tăng 3%, lên 6,7 tỷ trong tháng 9. Lĩnh vực xa hơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu chip bán dẫn semiconductors trên toàn cầu do các vấn đề về sản xuất liên quan đến đại dịch và nhu cầu về thiết bị điện tử tăng vọt sự thiếu hụt đã buộc các nhà sản xuất xa hơi phải làm chậm lại hoặc tạm dừng sản xuất trên khắp thế giới. Trong một báo cáo riêng biệt, cơ quan StatCan cho biết doanh số bán sĩ đã tăng 1% trong tháng 9 lên 71,3 tỷ đô la. Sự gia tăng này diễn ra khi phân ngành hàng hóa linh tinh tăng 5,9% do doanh số bán hàng trong ngành sản phẩm nông nghiệp tăng 20,9%. Vì nhu cầu về kali tức là chất potash, trong nước và quốc tế đã gia tăng. Làm giảm mức tăng là doanh số bán sĩ có động cơ và phụ tùng và phụ kiện xe có động cơ đã giảm 2% trong tháng 9. Các nhà bán sĩ vật liệu và vật tư xây dựng cũng có doanh thu giảm 1,4%. Dự án pin năng lượng mặt trời lớn nhất Canada tạo ra hơn 1.000 việc làm. Dự án pin năng lượng mặt trời lớn nhất của Canada đã sẵn sàng tạo ra hơn 1.000 việc làm vào thời điểm đỉnh cao của quá trình xây dựng ở miền nam Alberta. Đó là theo Dan Balaban, người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của Green Gate có trụ sở tại Calgary, công ty đang phát triển và quản lý dự án. Dự án đang nhận tài trợ từ Copenhagen Infrastructure Partner, sẽ có quy mô cỡ 1.600 sân bóng đá và bao gồm hơn 1 triệu tấm pin năng lượng mặt trời. Dự kiến sẽ có đủ năng lượng để cung cấp điện cho 150.000 ngôi nhà. Trang trại năng lượng mặt trời được gọi là Travel Solar hiện đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào quý 4 của năm 2022. Theo trang web của dự án năng lượng mặt trời Travel, việc phát triển bắt đầu vào năm 2017 trên một khu đất có diện tích khoảng 3.330 mẫu đất gần làng Loman ở hạt Vulcan. Theo Balaban, miền nam Alberta nhận được hơn 300 ngày nắng. Dự án sẽ tạo ra năng lượng sạch trong hơn 35 năm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày cập nhật về tình hình Covid-19 và những tin tức liên quan. Đức lên kế hoạch áp đặt các biện pháp Covid-19 chặt chẽ hơn vì tỷ lệ nhiễm lên mức cao mới. Nền kinh tế Nhật Bản thu hẹp nhiều hơn dự kiến. Cúm gia cầm lây lan nhanh khiến cho châu Âu và châu Á trong tình trạng báo động. Một tài xế taxi nhanh trí đã khóa kẻ đem bom trong xe trước khi nó nổ tung ở Liverpool. Các nhà lãnh đạo khí hậu kêu gọi gây áp lực lên các quốc gia cứng đầu Trước COP27. EU đồng ý các biện pháp trừng phạt đối với Belarus và nhắm vào các hãng hàng không vì khủng hoảng biên giới. Myanmar trả tự do cho nhà báo Mỹ sau các cuộc đàm phán với nhà cựu ngoại giao người Mỹ. Việt Nam kết án 7 năm tù với người dùng Facebook vì các bài viết chống nhà nước. Việt Nam thành lập lực lượng an ninh hàng không để xử lý các hành động khủng bố tiềm ẩn và nguy cơ xâm phạm an toàn hàng không tử vong tăng ở Sài Gòn, số ca lây nhiễm tăng ở Hà Nội. Và một số cập nhật về tình hình Covid-19 trên thế giới. Sau đây là một số cập nhật tình hình dịch Covid-19 và những tin tức liên quan. Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận đã vượt qua 253,3 triệu người trên toàn cầu. Số người tử vong được xác nhận hiện đã vượt qua con số 5,1 triệu người hơn 7,48 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tại Trung Quốc, theo các con số được công bố hôm thứ Hai, nước này đang chống chọi với sự lây lan của dịch COVID-19 do biến thể Delta gây ra. Các nhà chức trách cho biết, 32 ca nhiễm mới trong nước với các triệu chứng đã được xác nhận, đã được báo cáo vào ngày 14 tháng 11, hầu hết là ở thành phố Đại Liên phía Đông Bắc, Số ca bệnh địa phương kể từ ngày 17 tháng 10 là 1.308 người, vượt qua con số 1.280 ca bệnh địa phương từ đợt bùng phát hồi mùa hè. Tại Mỹ, các nhà lập pháp Florida sẽ họp trong một phiên họp lập pháp đặc biệt và thứ Hai do Thống đốc Đảng Cộng Hòa, ông Ron DeSantis, triệu tập với mục tiêu ngăn cản các quy định về vaccine coronavirus. Trong một phiên họp kéo dài một tuần, các nhà lập pháp, phần lớn từ Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ xem xét 4 dự luật sẽ áp dụng các hình phạt mới đối với các doanh nghiệp và chính quyền địa phương nếu yêu cầu người lao động tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, theo chương trình được công bố bởi Văn phòng Thống đốc. Tại châu Âu, Nga hôm thứ Hai báo cáo có 1.211 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, cũng như có 38.420 ca nhiễm mới Vương quốc Anh đã báo cáo 36.517 ca nhiễm COVID-19 mới và 63 ca tử vong vào Chủ nhật. Các quan chức của Vương quốc Anh hôm thứ Hai cho biết đợt triển khai vaccine tăng cường COVID-19 của Anh sẽ được mở rộng cho những người từ 40 đến 49 tuổi nhằm tăng cường khả năng miễn dịch đang suy yếu trong dân số trước những tháng mùa đông lạnh giá hơn. Hiện tại thì tất cả những người từ 50 tuổi trở lên những người dễ bị tổn thương và nhân viên y tế tuyến đầu đều đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường và ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và chủng ngừa cơ quan jcvi cho biết việc triển khai sẽ được mở rộng áo đã tiến hành phong tỏa đối với những người không tiêm vaccine ngừa coronavirus vào thứ hai cùng với việc cảnh sát tăng cường kiểm tra để bảo đảm tuân thủ tuy nhiên các đường phố trong thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ chính phủ do phe bảo thủ lãnh đạo nói rằng hiện có khoảng 2 triệu người ở đất nước gần 9 triệu dân chỉ được phép rời khỏi nhà của họ vì một số lý do hạn chế như là đi làm hoặc mua sắm những thứ cần thiết. Tại châu Á, Thái Bình Dương, một bộ tộc Maori tuyên bố Haka nổi tiếng nhất của New Zealand là di sản của mình, yêu cầu những người biểu tình chống vaccine ngừng sử dụng màn biểu diễn truyền thống để quảng bá thông điệp của họ. Những người phản đối vaccine đã biểu diễn kāmea là một haka của người Maori được sáng tác vào khoảng năm 1820 bởi Te là thủ lĩnh chiến tranh của bộ tộc Ngāti Toa trong các cuộc biểu tình của họ trong vài tuần qua nhằm chống lại các quy định về vaccine và các hạn chế về đại dịch. Campuchia hôm thứ hai đã chấm dứt các biện pháp kiểm dịch và đi lại nghiêm ngặt đối với những người đã tiêm vaccine mang lại hy vọng cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Quốc gia Đông Nam Á này đã nới lỏng việc hạn chế đi lại và nhập cảnh sau 18 tháng đối với những khách du lịch đã được tiêm vaccine, theo các bước tương tự từ các nước láng giềng như là Thái Lan và Indonesia. Đức lên kế hoạch áp đặt các biện pháp Covid-19 chặt chẽ hơn vì tỷ lệ nhiễm lên mức cao mới. Tỷ lệ nhiễm coronavirus của Đức đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch. Theo các số liệu y tế công cộng cho thấy hôm thứ hai khi ba đảng đàm phán để thành lập một kế hoạch thắt chặt thêm các biện pháp để đối phó với làn sóng lây nhiễm mới trong đại dịch. Khi các cuộc tụ tập trong nhà nhiều hơn do thời tiết lạnh giá và các chiến dịch tiêm chủng giảm dần, biến châu Âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch. Tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày, tức là số người nhiễm bệnh trên mỗi 100.000 người trong tuần trước đã tăng lên 303 người từ 289 người ngày trước đó. Theo số liệu từ viện Robert Koch cho thấy, hôm thứ hai, số người chết tăng 43 người lên tổng số là 97.715 người cho đến nay. Các biện pháp sẽ bao gồm hạn chế liên lạc, theo Reuters đưa tin. Quy tắc gọi là 3G, yêu cầu xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc bằng chứng phục hồi hoặc tiêm chủng sẽ được áp dụng cho các phương tiện giao thông công cộng cũng như là nơi làm việc. Làn sóng lây nhiễm thứ tư này đang thách thức một chính phủ đang trong quá trình chuyển đổi, với ba bên đang đàm phán để thành lập nội các tiếp theo sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại vào tháng 9. Đây xuất về các biện pháp hạn chế mới ở Đức được đưa ra khi chính phủ áo hôm thứ hai áp đặt một lệnh cấm đối với những người chưa được tiêm chủng coronavirus. Một số quốc gia châu Âu khác yêu cầu hành khách cung cấp bằng chứng đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm khi di chuyển đường dài trên các phương tiện giao thông công cộng, nhưng không rõ liệu các nước nào khác yêu cầu nó cho giao thông đô thị hay không. Ngoài các quy định trên toàn quốc, luật mới nhằm cung cấp cho 16 tiểu bang của Đức một lựa chọn mà họ có thể áp dụng riêng biệt, do tỷ lệ lây nhiễm rất khác nhau trên toàn quốc. Tỷ lệ cao hơn có thể được phát hiện ở các vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, cụ thể là miền Đông và miền Nam nước Đức. Nhưng dự thảo luật mới loại trừ các biện pháp như là đóng cửa trường học và giới nghiêm được áp dụng trong các đợt sóng dịch trước đó. Làm giấy lên chỉ trích từ một số nhà hoạch định, chính sách rằng nó làm giảm nhận thức rủi ro và tính linh hoạt. Tỷ lệ tiêm chủng của Đức ở mức 67% là một trong những tỷ lệ thấp nhất ở Tây Âu, có thể đe dọa hiệu sức vốn tương đối mạnh mẽ của nước này cho đến nay trong việc đối phó với đại dịch. Cho đến nay, thì Đức đã ghi nhận khoảng 1.164 ca tử vong trên mỗi 1 triệu người do COVID-19 so với 1.828 ca tử vong trung bình của Liên minh châu Âu, theo dữ liệu ngày 14 tháng 11 từ Our World in Data nền kinh tế của Nhật Bản thu hẹp nhiều hơn dự kiến. Nền kinh tế Nhật Bản thu hẹp nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong quý 3 do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn và làm ảnh hưởng tới xuất khẩu và kế hoạch chi tiêu kinh doanh và các ca COVID-19 mới đã làm tâm trạng của người tiêu dùng xấu đi. Trong khi nhiều nhà phân tích kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ ba của thế giới này sẽ phục hồi trong quý hiện tại khi việc kiềm chế virus giảm bớt, tình trạng tắc nghẽn sản xuất toàn cầu ngày càng trầm trọng, gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với Nhật, một đất nước phụ thuộc vào xuất khẩu. Takashi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Norin Chukin, cho biết sự thu hẹp lớn hơn nhiều so với dự kiến do những hạn chế của chuỗi cung ứng khiến cho sản lượng xe hơi và chi tiêu bị ảnh hưởng nặng nề. Nền kinh tế đã suy giảm 3% hàng năm trong tháng 7 đến tháng 9 sau khi điều chỉnh tăng 1,5% trong quý thứ hai. Dữ liệu tổng sản lượng quốc nội GDP sơ bộ công bố hôm thứ hai cho thấy mức giảm tồi tệ hơn nhiều so với dự báo thị trường trung bình là mức giảm 0,8%. GDP yếu trái ngược với những bài báo cáo đầy hứa hẹn hơn từ các quốc gia tiên tiến khác như là Hoa Kỳ, nơi nền kinh tế tăng trưởng 2% trong quý thứ ba do nhu cầu mạnh mẽ sau thời gian bị dồn nén. Cúm da cầm lây lan nhanh khiến cho châu Âu và châu Á trong tình trạng báo động. Một số đợt bùng phát dịch cúm da cầm nghiêm trọng ở châu Âu và châu Á đã được báo cáo cho Tổ chức Thú y Thế giới gọi tắt là OIE trong những ngày gần đây. Và đây là một dấu hiệu cho thấy virus đang lây lan nhanh chóng trở lại. Sự lây lan nhanh của dịch cúm da cầm, thường được gọi là cúm da cầm, đã đạt ngành chắc nuôi da cầm vào tình trạng báo động sau khi các đợt bùng phát trước đó dẫn tới việc tiêu hủy hàng chục triệu gia cầm. Cúm gia cầm cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà dịch tễ học vì virus có thể lây truyền sang người. Tính tới thời điểm hiện tại thì Trung Quốc đã báo cáo có 21 trường hợp nhiễm virus gia cầm H5N6 ở người trong năm nay, nhiều hơn con số của cả năm 2020. OEI cho biết hôm thứ Hai, Hàn Quốc đã bùng phát dịch tại một trang trại với khoảng 770.000 con ở Hong Kong, Bắc Đưu trích dẫn một báo cáo từ các nhà chức trách ở Hàn Quốc tất cả động vật đều bị tiêu hủy. Cũng tại châu Á, Nhật Bản đã báo cáo một đợt bùng phát đầu tiên của mùa đông năm 2021 tại một trang trại gia cầm ở phía đông bắc của đất nước. OIE cho biết xác nhận một tuyên bố vào tuần trước của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản loại virus trong đợt bùng phát này là H5N8. OIE cho biết tại châu Âu, Na Uy đã báo cáo một đợt bùng phát dịch cúm da cầm H5N1 ở vùng Rokalin trên một đàn 7.000 con gia cầm. Cúm gia cầm lưu hành tự nhiên giữa các loài chim hoang dã và khi chúng di cư tới phương quốc Anh từ lục địa Châu Âu vào mùa đông, bệnh có thể lây sang gia cầm và các loài chim nuôi nhốt khác. Chính phủ bị đã đặt nước này vào nguy cơ gia tăng đối với bệnh cúm gia cầm, yêu cầu nhốt gia cầm trong nhà kể từ thứ hai sau khi một biến thể có nguy cơ lan truyền nhanh của bệnh cúm da cầm được xác nhận trên một con ngỗng hoang dã ở gần Antwerp. Điều này theo sau một trạng thái tương tự ở nước láng giềng Pháp vào đầu tháng này và của Hà Lan vào tháng 10. Đầu tháng này, một khu vực phòng chống cúm da cầm đã được tuyên bố trên khắp vương quốc Anh. Về mặt pháp lý, yêu cầu tất cả những người nuôi chim phải tuân theo các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt sau khi một đàn gia cầm bị tiêu hủy ở gần Dundee ở Scotland để đối phó với dịch cúm gia cầm. Cúm gia cầm có thể ảnh hưởng tới con người trong một số trường hợp hiếm hoi nếu người ta tiếp xúc với gia cầm bị nhiễm bệnh. Phần hoặc chất độn chuồng của chúng hoặc trong khi chế biến gia cầm bị nhiễm bệnh để nấu nướng. Tài xế taxi nhanh trí đã khóa kẻ đem bơm ở trong xe trước khi nổ ở Liverpool. Vụ nổ một phút trước của ngày lễ tưởng niệm ở phía bên ngoài Bệnh viện Liverpool Women's Hospital hôm Chủ nhật, ngày 14 tháng 11, được các nhà chức trách Anh coi là khủng bố. Tự hình camera an ninh cho thấy một chiếc xe taxi đen dừng lại ở trước cửa bệnh viện rồi bùng nổ. Các chi tiết lộ ra sau đó cho thấy một người đàn ông 32 tuổi là một hành khách trên chiếc xe taxi đã mang thiết bị bom của anh ta và nó đã nổ tung. Người lái xe taxi đã kịp nhảy ra khỏi xe cùng lúc bom trong xe phát nổ và hành khách trong chiếc xe đã chết tại chỗ vì vụ nổ. Người đàn ông thiệt mạng đã được cảnh sát xác minh tên là Imar al -Smirmin. Bốn người đàn ông bị bắt ở Liverpool theo đạo luật khủng bố đã được cảnh sát thả mà không bị buộc tội. Trong khi đó, mức độ đe dọa khủng bố của vương quốc Anh đã được nâng lên mức nghiêm trọng. Ông David Perry, người tài xế taxi, đã được ca ngợi là anh hùng vì đã nhanh trí khóa nghi phạm khủng bố trong chiếc xe taxi. Có vẻ như ông còn nhận diện được vị hành khách ấy và nhờ thông tin đó mà đã chỉ 2 giờ sau đơn vị chống khủng bố ở vùng Tây Bắc nước Anh đã khám nhà và bắt được ba người đàn ông khác. Mau lẹ và dũng cảm sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 11, thêm một nghi phạm bị bắt và Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì cuộc họp an ninh Cobra về vụ việc. Ông Johnson cũng ca ngợi người lái taxi ở Liverpool là nhanh trí và dũng cảm. Thị trưởng Liverpool, bà Joanne Anderson, nói với đài BBC rằng người lái xe đã ngăn chặn được một cuộc tấn công kinh khủng nhờ hành động anh hùng của ông. Bà xác nhận ông Perry đã khóa không cho người hành khách kia ra khỏi xe và nhảy ra thoát hiểm. Ông chỉ bị thương nhẹ, còn người kia thì bị cú nổ làm cho nó khó nhận diện được. Các báo Anh hôm 15 tháng 11 cho biết. Các nhà lãnh đạo khí hậu kêu gọi gây áp lực lên các quốc gia cứng đầu trước hội nghị thường đỉnh COP27 đưa các nước trở lại bàn đàm phán với những kế hoạch cấp quốc gia được cập nhật về phát thải khí nhà kính, hiện sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất đối với Vương quốc Anh và Liên hiệp quốc trong năm tới, các nước đang phát triển và các chuyên gia khí hậu cho biết. Hội nghị thượng đỉnh COP26 đã kết thúc vào cuối tuần với một nghị quyết cho các chính phủ điều chỉnh các mục tiêu của họ cho năm tới. Các kế hoạch quốc gia hiện tại được gọi là đóng góp do quốc gia xác định, gọi tắt là NDC sẽ dẫn đến mức nhiệt 2,4 độ C. Theo phân tích được công bố trong các cuộc đàm phán ở Glasgow, cao hơn nhiều so với mức ấn định là 1,5 độ mà các quốc gia nhất trí hướng tới. Tuy nhiên, Hiệp định Paris và Hiệp ước Glasgow không có cơ chế chính sách để bảo đảm rằng các quốc gia đưa ra cam kết tương xứng với quy mô của cuộc khủng hoảng khí hậu. Úc đã cho biết họ sẽ không cập nhật NDC của mình, tức là không cập nhật đóng góp do quốc gia xác định. Quốc gia này được nhiều người coi là đi sâu trong hành động khí hậu, mặc dù các quan chức của họ ở Glasgow đã không công khai phản đối các nghị quyết đạt được ở đó, trong đó có việc loại bỏ thang. Một quan chức cho biết thỏa thuận Paris được xây dựng dựa trên một hệ thống danh dự. Điều này khiến cho bất kỳ cơ chế thực thi nào đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, các quốc gia phải công bố NDC của họ để được giám sát kỹ lưỡng và theo thỏa thuận đạt được ở Glasgow, Liên Hiệp Quốc sẽ công bố báo cáo tổng hợp thường xuyên, đánh giá kế hoạch của các quốc gia đối với các mục tiêu nhiệt độ ở Paris. Điều này sẽ giúp bảo đảm áp lực có thể được áp dụng dựa trên những gì các nước đã cam kết. Nhóm các quốc gia 20 G20 sẽ được chú ý, đặc biệt là một số nước như là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản và Mexico. Họ nói chưa bao giờ vai trò của xã hội dân sự lại quan trọng hơn trong quá trình này ông John Kerry, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, đã thừa nhận vấn đề này sau khi cuộc đàm phán kết thúc vào cuối tuần. Ông cho biết Mỹ không cần cập nhật NDC của mình, đặt ra mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải vào năm 2030. Nhưng các quốc gia khác, ông không nói rõ là nước nào phải cập nhật của họ. Một quan chức khối châu Âu có mặt tại cuộc đàm phán nói thêm rằng việc điều chỉnh thuế carbon ở biên giới cũng có thể là một phần của câu trả lời, cũng như áp lực chính trị. Việc điều chỉnh thuế carbon ở biên giới sẽ trừng phạt hàng nhập khẩu có hàm lượng carbon cao từ các quốc gia không có mục tiêu khí hậu nghiêm ngặt. Nhiệm kỳ chủ tịch của Hội nghị Thượng đỉnh COP26 của Vương quốc Anh tiếp tục trong suốt năm nay, cho đến khi hội nghị tiếp theo của các bên họp vào tháng 11 năm sau tại Ai Cập. Điều đó có nghĩa là chính phủ Anh sẽ cần phải đóng một vai trò quan trọng. Ông Keir Starmer, là nhà lãnh đạo lao động của Anh, cho biết Chính phủ Anh phải thể hiện sự lãnh đạo bằng cách hủy bỏ kế hoạch cho các mỏ dầu mới và một mỏ than mới tiềm năng. Đồng thời, đảo ngược việc cắt giảm viện trợ nước ngoài mà nhiều nhà quan sát cho rằng đã làm tổn hại đến vị thế của Vương quốc Anh tại hội nghị thượng đỉnh COP26. Các nước phát triển cam kết cung cấp 100 tỷ đô la mỗi năm tài chính khí hậu cho thế giới nghèo đã không được đáp ứng. Vào hôm thứ hai, Liên minh châu Âu đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Belarus. Theo đó thì các ngoại trưởng khối châu Âu mong muốn gia tăng áp lực lên Belarus, quốc gia mà họ cho rằng đang đẩy người di cư về phía khối này để trả thù cho các lệnh trừng phạt trước đó. Những người di cư, chủ yếu từ Iraq và Afghanistan, đã bắt đầu xuất hiện ở biên giới đất liền của Belarus với khối châu Âu trong năm nay, cố gắng đi vào các quốc gia thành viên. Lithuania, Latvia và Ba Lan thông qua các tuyến đường chưa được sử dụng trước đây. Cho đến nay, thì Ba Lan đã báo cáo có 5.100 nỗ lực vượt biên bất thường vào tháng 11. Trong khi đó, thì Latvia hôm thứ Hai cho biết họ đã triển khai 3.000 quân cho một cuộc tập trận quân sự không báo trước gần biên giới. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết hệ thống vô nhân đạo này đã sử dụng người tị nạn làm công cụ để gây áp lực lên khối châu Âu và sự việc này đã trở nên tồi tệ hơn trong những ngày vừa qua chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân có liên quan đến vụ buôn người này và chúng tôi phải nói rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc là không thể tránh khỏi ông Mas cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của khối châu Âu là Joseph Borrell cho biết các lệnh trừng phạt mới sẽ nhắm vào các hãng hàng không và các hãng du lịch liên quan đến vụ thúc đẩy người di cư bất hợp pháp này khối châu Âu cũng hiện đang xem xét liệu các hãng hàng không khác có phải đối mặt với các lệnh trừng phạt hay không. Sau khi khối này đã cấm hãng hàng không quốc doanh Belavia của Belarus bay trên vùng trời cũng như đáp xuống sân bay của họ. Bên cạnh đó, khối châu Âu cũng đã kêu gọi đồng minh mạnh mẽ nhất của ông Lukashenko là Tổng thống Nga Vladimir Putin gây áp lực để Minsk ngừng mạo hiểm mạng sống của người dân trong một cuộc giăng co địa chính trị. Điện Kremlin cho biết họ sẵn sàng làm trung gian giữa Belarus và khối châu Âu. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng sẽ đối thoại với ông Lukashenko. Theo hãng thông tấn của Nga cho biết, Bộ Ngoại giao Belarus đã bác bỏ rằng Minsk đã gian dựng cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời gọi đây là những cáo buộc vô lý. Nhà lãnh đạo kỳ cựu Alexander Lukashenko cho biết Belarus đang cố gắng thuyết phục những người di cư về nhà, nhưng không một ai mong muốn quay trở lại. Ông Lukashenko cho biết, đồng thời nói rằng Minsk sẽ trả đũa bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của khối châu Âu. Myanmar trả tự do cho nhà báo Mỹ sau các cuộc đàm phán với nhà cụ ngoại giao người Mỹ. Danny Fenster, nhà báo Mỹ bị Myanmar kết án 11 năm tù, đã được thả tự do vào hôm thứ hai và đã rời khỏi đất nước sau khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa cựu nhà ngoại giao Mỹ, ông Bill Richardson và chính quyền quân sự cầm quyền. Đài truyền hình Myawaddy thuộc sở hữu của quân đội Myanmar vào cuối ngày thứ hai cũng thông báo rằng ông fanster đã được ân xá sau khi bị kết án, nói rằng đó là do yêu cầu của ông Richardson và hai đại diện Nhật Bản nhằm duy trì tình hữu nghị giữa các nước và nhấn mạnh cơ sở nhân đạo Nhà báo Vanster nằm trong số hàng chục nhân viên truyền thông bị giam giữ ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Anh đã rời Myanmar hôm thứ hai cùng ông Richardson trên chuyến bay đến Khêra. Ngoại trưởng Mỹ, ông Anthony Blinken đã khen ngợi các quan chức Mỹ cũng như là ông Richardson vì đã tạo điều kiện cho ông Vanster được thả tự do. Ông Blinken nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi vui mừng rằng Danny sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do cho những người khác vẫn đang bị giam cầm vô cớ. Hiện vẫn chưa rõ có các điều kiện đi kèm với việc trả tự do cho ông Fanster, người đã bị bắt khi đang cố gắng rời khỏi đất nước vào tháng 5 hay không. Đại sứ quán Mỹ tại Yangon đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trước đó vào ngày 2 tháng 11, ông Bill Richardson, cựu thống đốc New Mexico, Bộ trưởng năng lượng Mỹ và đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc đã có chuyến thăm bất ngờ đến Myanmar với tư cách nhân đạo và đề nghị hỗ trợ Covid-19. Ông Richardson là một trong số ít những người nước ngoài đã gặp lãnh đạo quân đội Min Aung Lan ở Myanmar kể từ khi ông lãnh đạo cuộc đảo chính. Vị tướng này cũng nằm trong số những người hứng chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ và các đồng minh phương Tây. Việt Nam kết án 7 năm tù với người dùng Facebook vì các bài viết chống nhà nước. Tòa án ở Việt Nam hôm thứ Hai đã kết án một nông dân nuôi trồng thủy sản 7 năm tù sau khi phát hiện anh ta phạm tội phát tán tuyên truyền chống nhà nước trên Facebook. Nguyễn Trí Doãn, 42 tuổi, bị kết tội làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm mục đích chống phá nhà nước tại phiên tòa kéo dài một ngày ở tỉnh Khánh Hòa, theo thông tấn xã Việt Nam cho biết. Theo báo cáo trích dẫn cáo trạng cho biết, Doãn bị cáo buộc vì đăng bài thơ và hình ảnh lên tài khoản Facebook của mình. Chúng tôi xin trích nguyên văn để xuyên tạc vu cáo và bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và lãnh tụ. Và báo cáo cũng cho biết, ông Doãn đã nhận tội tại phiên tòa sau khi mãn hạn tù, anh sẽ bị quản thúc tại gia trong 3 năm mặc dù cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở hơn với thay đổi xã hội đảng cộng sản công quyền của việt nam vẫn duy trì kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông và ít khi chấp nhận cho những lời chỉ trích việt nam thành lập lực lượng an ninh hàng không để xử lý các hành động khủng bố tiềm ẩn và nguy cơ xâm phạm an toàn hàng không Bộ Công an Việt Nam hôm thứ Hai đã thành lập lực lượng an ninh hàng không, chuyên trách chống khủng bố và bảo đảm an ninh trên các chuyến bay do các hãng hàng không địa phương khai thác, theo thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Lực lượng này sẽ được giao nhiệm vụ phòng chống khủng bố, ngăn chặn và xử lý hành vi can thiệp trái pháp luật, bảo đảm an ninh trên các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam. Lực lượng cũng sẽ theo dõi các tình huống liên quan tới an ninh hàng không, cũng như thu thập, phân tích thông tin để dự đoán âm mưu, phương thức đe dọa tới an ninh cùng sự an toàn của các chuyến bay trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó thì họ cũng sẽ trình lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh các phương án chủ động để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi khủng bố, uy hiếp an toàn và an ninh hàng không. Trong trường hợp đặc biệt thì lực lượng này sẽ đề xuất khoảng chuyến bay nếu đủ căn cứ xác định có khả năng khủng bố và hoạt động phi pháp. Theo Bộ Công an tại Việt Nam, họ chưa ghi nhận bất kỳ bằng chứng nào về ý định thực hiện hành vi bất hợp pháp của các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam Á, với hơn 300 triệu người theo đạo Hồi đang nổi lên như là một nguồn cung cấp nhân lực cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan. Các cơ quan đại diện của Hoa Kỳ và các quốc gia khác tham gia vào liên minh chống khủng bố của Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra. Do đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã quyết định làm việc với các bên liên quan để chuẩn bị cho việc tổ chức và hoạt động của lực lượng an ninh hàng không vào đầu năm 2020. Được sự đồng ý của Bộ Công an, các đơn vị liên quan hiện đã tiến hành tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng đặc biệt này. Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, tử vong gia tăng ở Sài Gòn, còn Hà Nội thì tăng mạnh số ca lây nhiễm. Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có các diễn biến mới tại thành phố Sài Gòn và Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm cân bằng giữa nhu cầu kiểm soát chống dịch và duy trì hoạt động kinh tế. Nhưng việc trở lại của các làn sóng lây lan Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho nhà nước trong việc mở lại kinh tế và du lịch. Bản tin cuối ngày 15 tháng 11 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết số người mắc COVID-19 đã tăng 440 ca so với hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 8.616 người và ghi nhận tại 57 tỉnh Thành. Đáng chú ý là có 3.950 ca được phát hiện tại cộng đồng, có 101 ca tử vong, tức là tăng 37 ca sau 24 giờ, và 13 người được can thiệp ECMO, hỗ trợ sự sống. Riêng thành phố Sài Gòn có 45 ca tử vong, tức là chiếm 44%, và trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua trên cả nước là 84 ca, đa số tại khu vực phía Nam. Trong khi thành phố Sài Gòn dẫn đầu về số ca nhiễm là 1.165 ca, thì một loạt các tỉnh phía Nam cũng ghi nhận ca nhiễm cao, gồm có An Giang 660 ca, Bình Dương 616 ca, Tây Ninh 579 ca, Đồng Nai 558 ca, Tiền Giang có 500 ca, Đồng Tháp có 383 ca, Bình Thuận có 342 ca, Kiên Giang có 329 ca, Sóc Trăng có 305 ca, Bạc Liêu có 298 ca, Vĩnh Long thì có 289 ca và Cà Mau có 215 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 84 ca. Trong khi đó, Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục với 289 ca. Đây là ngày có số ca COVID-19 ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước tới nay cao hơn ngày kỷ lục hôm 9 tháng 11 là 222 ca mắc. Bộ Y tế Việt Nam cho biết, tới đây, Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung, mà sẽ thành lập đều mà họ gọi là trạm y tế lưu động. Báo điện tử Zing News đưa tin, dịch COVID-19 liên tiếp bùng phát và lan rộng khắp cả nước, khiến việc học tập của hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, hiện các địa phương nên mạnh dạn mở cửa lại trường học, nhất là trong bối cảnh cả nước chuyển sang thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Bởi trẻ em vốn có tỷ lệ nhiễm bệnh, nguy cơ chuyển nặng thấp hơn người lớn. Báo này dẫn lời một chuyên gia. Tại thành phố Sài Gòn, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 và đã tiêm cho hơn 651.000 trẻ em, đạt tỷ lệ 92,8%. Dự kiến ngày 22 tháng 11, thành phố Sài Gòn sẽ tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đợt 2 thực hiện tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây giải thích về khái niệm được gọi là pháo đài, bị các địa phương mỗi nơi hiểu một kiểu trong nhiều tháng qua. Các chính sách của Việt Nam nhằm cân bằng giữa chống dịch và duy trì hoạt động kinh tế, nhưng việc trở lại của các làn sóng lây lan Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho nhà nước kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.035.138 ca nhiễm với 23.183 ca tử vong. Tổng số ca đã điều trị khỏi là trên 864.000 người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 3.950 người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 11, có thêm 849.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 99,7 triệu liều trong đó tiêm một mũi là trên 64,6 triệu liều và tiêm mũi 2 là trên 35,2 triệu liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Hôm nay một Canada bằng 0,7989 Mỹ Kim và bằng 0,7002 euro. Một Canada bằng 18.035,922 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 80 .96 đồng 96 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 82 .15 đồng 15 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.862,92 Mỹ kim một ounce. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của ngày 16 tháng 11 hôm nay trên kênh Culture Channel. Yêu thích chương trình này thì quý vị hãy bấm like, phản hồi và share để giúp xây dựng cho chương trình này ngày càng tốt hơn. Và đồng thời chúng tôi kính mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Culture Channel có các video tin tức cập nhật hàng ngày và các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Trước khi kết thúc chương trình, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vắc hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.